Xin chào Chào mọi bạn. người. Không biết Vâng, mọi tôi người có nghe nghe rõ. rõ không ạ? Mình sẽ tự giới thiệu, mình là Trần Minh Vũ, là chuyên viên kỹ thuật của công ty Kinia, công ty chuyên phân phối quyền các sản phẩm các giải pháp phần mềm mới từ hãng Autodesk, Trimble và Kios. Thì trong buổi webinar ngày hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu với các anh chị về một số những cái điểm khác biệt, những cái điểm đột phá có trong cái bản cập nhật mới nhất của phiên bản SketchUp, đó là SketchUp Pro 2022. Thì chúng ta sẽ cùng xem là trong buổi webinar này sẽ có được những cái tính năng mới hay cũng như những cập nhật mới nhất trong phiên bản này nhé. Đầu tiên thì đối với những anh chị mà mình đang tìm hiểu SketchUp hay là cũng như là chưa rõ SketchUp là phần mềm gì thì mình cũng sẽ nói sơ qua, đó là SketchUp là một phần mềm dùng để mô hình hóa 3D, dùng cho chuyên về về lĩnh vực ví dụ như là về kiến trúc, về kho nội thất cũng như là về ngoại thất hay cảnh quan đô thị, sử dụng cho ngành xây dựng, ngành công nghiệp gỗ, vân vân. Thì SketchUp này nổi tiếng là phần mềm dễ sử dụng và có lượng người sử dụng và cộng đồng sử dụng rất là lớn trên toàn thế giới. Thì đây là trang web SketchUp.com. Thì để mà anh chị có thể trải nghiệm và dùng thử miễn phí SketchUp thì anh chị có thể truy cập vào trang web này và mình bấm phần try SketchUp để sử dụng 30 ngày hoàn toàn miễn phí, đầy đủ các tính năng của phần mềm SketchUp, và chắc chắn là sẽ sử dụng được với phiên bản mới nhất, đó là SketchUp 2022. Ngoài ra thì anh chị có thể trải nghiệm và sử dụng cũng hoàn toàn miễn phí với cái trang web app.sketchup.com. Đây là cái phiên bản SketchUp cho web website. Anh chị chỉ cần mạng thôi, không cần cài đặt cái gì cả. Anh chị chỉ cần truy cập trang web và đăng nhập bằng cái tài khoản Trimble SketchUp của mình. Ok, thì tiếp theo đó là phần nội dung chính của cái buổi webinar ngày hôm nay, đó là về những cập nhật mới nhất trong phiên bản SketchUp 2022. Nó gồm một số những cái tính năng mới cũng như là những cái cải tiến. Thì nội dung mình đã liệt kê ở bên dưới. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu từng cái nội dung một. Chúng ta sẽ có hai phần, đó là về SketchUp và layout. Thì layout đó là một cái phần mềm đính kèm theo SketchUp. Nó cho phép chúng ta có thể triển khai được những cái hình khối, những cái mô hình hay những cái phần dự án 3D ở bên SketchUp qua dạng 2D, dạng triển khai ra một hồ sơ bản vẽ. Ok, đầu tiên là về SketchUp. Thì một cái công cụ, một cái tính năng mới đầu tiên mình chắc chắn sẽ phải kể đến, đó là công cụ search, công cụ tìm kiếm trong SketchUp 2022. Thì công cụ này cho phép chúng ta có thể tìm kiếm, search nhanh ra một cái công cụ bất kỳ ở trên, vừa là những cái công cụ có sẵn, công cụ gốc của SketchUp, và cũng là chúng ta có thể tìm kiếm và sử dụng ngay những cái công cụ từ cái extension, từ những cái plugin mình cài. Thì mình có thể truy cập nhanh chóng mà không cần phải dùng chuột click. Thì cái việc mà dùng chuột click thì chúng ta sẽ tốn nhiều thời gian hơn một xíu. Thì cái công cụ search này thì sẽ giúp cho chúng ta tối ưu và thay đổi một chút về cái cách mình bấm công cụ. Ví dụ như là những cái công cụ mà mình có sẵn, mình bấm nút tắt rồi thì mình có thể giữ nguyên, và với mình thêm cái thao tác mình sử dụng cái tính năng search này nữa, thì với những cái công cụ, với những cái tính năng mà mình không có nút tắt thì anh chị có thể truy cập nhanh chóng. Và ngoài ra nó sẽ tìm kiếm theo hình thức động, nó sẽ tự động sổ xuống cho những cái tính năng gần nó nhất cùng với cái tên nó nhất, thì để anh chị có thể dễ dàng tìm kiếm và mình sử dụng nhanh chóng. Ví dụ mình sẽ mở cái SketchUp của mình lên nha.
Ok, đây là phiên bản SketchUp Pro 2022. Thì cái nút search, cái tính năng search tìm kiếm cái lệnh đó nó nằm ở đây. Cái góc trái màn hình này thì chị sẽ thấy một xuất hiện một cái khung để mình search vào. Ví dụ, sorry, ở đây anh chị có thể bấm Shift F, đó là phím tắt để mà mình mở cái công cụ search tool này. Thì khi mà mình bấm mình search bất kỳ một công cụ nào, ví dụ như là vẽ, draw, thì nó sẽ đưa ra những cái tính năng chi tiết hơn về cái phần draw này. Ngoài ra thì ví dụ như là mình đã có cài một số những cái plugin ở trong phần extension này, thì mình cũng có thể tìm kiếm được luôn. Ví dụ như là mình có cài plugin Miro, ở đây thì mình có thể kích hoạt, bấm Enter và sử dụng. Thì cái việc mà mình sử dụng linh hoạt cái này nó cũng giảm thiểu được cái không gian mà cái những cái icon này chiếm dụng này. Nhiều khi có thể mình tiện bấm ở đây, nhưng mà nếu mà mình cho nó ẩn luôn đi thì mình có thể sử dụng cái nút search này nhiều hơn, ví dụ như là push pull, nó sẽ hiểu ngay. Thì mình bấm enter thì mình đã sử dụng được cái lệnh đó. Thì thông qua cái công cụ này thì giúp tăng cái trải nghiệm người dùng, thì anh chị có thể sử dụng đa dạng hơn các cái phương pháp và tìm được một cái giải pháp tốt nhất cho mình. Thì đó là cái công cụ đầu tiên, đó là một công cụ khá là mới trong phiên bản SketchUp 2022 này. Thì tiếp theo, cái cập nhật tiếp theo đó là về một cái công cụ là Silex. Thì bình thường thì chúng ta sẽ quét chọn theo hình thức, quét theo những cái hình 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 chữ nhật, quét theo những cái hình dạng hình chữ nhật, quét chọn. Thì trong phiên bản SketchUp 2022 chúng ta có thêm một cái tùy chọn mới về công cụ lựa chọn này, đó là Lasso Select. Thì theo như hình anh chị cũng có thể thấy, đó là chúng ta có thể quét chọn theo hình thức, mình có thể vẽ bằng tay theo từng khu vực mình mong muốn. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho anh chị trong rất là nhiều cái tình huống mà mình chọn nhiều cái đối tượng ở những cái vị trí khác nhau, nó không cùng nằm trên một cái khu vực mình quét như hình chữ nhật mình thường dùng, thì bắt buộc mình sẽ phải đổi các view, mình sẽ phải orbit nó, đổi cái quỹ đạo đó để mình thấy được những cái vị trí và mình mới quét chọn được. Bình thường là mình mới quét chọn như vậy được. Thì đối với phiên bản SketchUp 2022 này, với công cụ Lasso này, anh chị có thể vẽ thủ công và khoanh vùng từ những vị trí mà anh chị muốn chọn. Thì anh chị có thể hình dung thông qua rõ nét hơn thông qua cái này. Đây là công cụ Lasso, anh chị xem nhé. Thì ví dụ mô hình mình có rất là nhiều những đối tượng, thì bình thường mình sẽ khó quét chọn như theo hình chữ nhật được. Thì với công cụ Lasso, anh chị chỉ cần vẽ theo, thì mình sẽ thực tế cho anh chị hình dung dễ hơn nhé. Ok, ví dụ mình có một cái mô hình có những cái ghế băng này. Anh chị đợi một xíu nhé, cái mô hình của mình hiện tại cũng đang khá là nặng nên là cái vị trí công cụ nó sẽ nằm ở đây nha các anh chị, ở phần select này. Với phiên bản 2021 thì nó chỉ có một công cụ là Select thôi. Thì phiên bản 2022 nó sẽ có phần Lasso này. Anh chị có thể dùng Shift Space để truy cập nhanh cái lệnh này.
Để mình mở mở một cái file mới bằng SketchUp Pro 2022 để anh chị xem như vậy. Đây, đây là cái giao diện khá là mới so với 2021. Ok, thì với cái việc mà mình có số những đối tượng khác nhau. Đây. Thì khi mình quét chọn thì có những cái góc mà mình không thể quét chọn bằng hình thức này hết được, thì mình sẽ sử dụng cái công cụ lasso này. Thành ví dụ như là mình quét từ trái qua phải, từ trái qua phải thì những cái đối tượng nào nó bị quét qua nằm trong cái khu vực quét đó, nó sẽ được chọn. Còn khi mà anh chị quét ngược lại thì những cái đối tượng nào mà nó nằm trọn trong đối tượng, nằm trọn trong cái khu vực quét thì nó mới được chọn. Đấy. Thì chỉ có đối tượng này nó nằm trọn thì nó mới được chọn. Thì đây là một cái công cụ tuyển chọn cũng khá là hay, anh chị có thể trải nghiệm thông qua cái phiên bản này. Rồi mình sẽ tắt để cho nhẹ hơn một chút đi. Ok. Tiếp theo là một công cụ rất là tuyệt vời nữa, đó là công cụ tag. Công cụ tag này nó nằm ở trong cái mục tag nha các chị. Đây là cái mục công cụ rất là quan trọng cho các anh chị mà chuyên về triển khai. Thì ngay cả bên SketchUp Allow chị chuyên về triển khai về kiến trúc để ra những bản vẽ, hay là kiểm soát cái mô hình 3D mình sâu hơn, nhiều nhiều thông tin hơn trong cái mô hình đó. Thì cái việc mà cái công cụ tác tool này nó sẽ giúp cho các anh chị có thể mình làm nhanh hơn cái thao tác mà mình dán những cái tác này cho nhiều đối tượng khác nhau, cũng như là nó linh hoạt hơn trong cái việc mà mình chuyển đổi giữa các tác. Thì bây giờ mình mở lại nha. Ở đây anh chị thấy ở mục tác này thì chúng ta sẽ trong cái phiên bản 2022 này chúng ta sẽ có một cái tag tool này. Đây là cái, đây một cái tag chúng ta có thể lựa chọn. Mình có thể lựa chọn một cái tag bất kỳ nằm ở đây và mình có thể gán cho nó. Mình là gán cho nó bất kỳ. Thì để thao tác mượt mà hơn, mình sẽ mở một cái file mới. File này khá là nặng. File này cái mô hình khá là lớn và cũng nhiều scene nữa, cho nên là nó cũng khá là nặng. Ok. Thì hầu hết thì trong bản mới 2022 này so với 2021 thì nó sẽ cũng sẽ không thay đổi gì nhiều. Nó sẽ tăng cái tập trung cái việc mà tăng một số những cái hỗ trợ, một số những cái công cụ để chuyên về triển khai này, chuyên về cái tốc độ xử lý. Còn về cái giao diện thì nó sẽ không thay đổi nhiều. Ok. Ví dụ mình có một số những cái đối tượng này. Mình đi tới cái mục tag nha. Sorry, đây là phiên bản 2021. Mình mở 2022. Cái tag này ở phiên bản 2022 ấy, nó sẽ cái phần tính năng color by tag nó sẽ được đưa ra ngoài là một cái nút chính luôn. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho các chị mà cái việc mà mình show cái màu sắc của các tag lên nhanh chóng hơn, thì thuận tiện hơn cái việc mà kiểm soát hay là cái mô hình mình những cái tag nó đã chính xác chưa, để mình thể hiện cái việc mà nó lợi như thế nào. Các anh chị cùng xem nhé. Ok, ở đây là mình chung một tag này thì mình tạo thêm một vài cái tag nữa, nó sẽ có những cái màu khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cái này, bây giờ mình chọn cái tag một này cho mình bấm cái tag tool này ở vị trí này, mình chỉ vào cái vị trí, chỉ vào cái đối tượng,
thì cái đối tượng này nó đã có một cái tag này rồi, nó đã thay đổi cái tag rồi. Tag một này mình sẽ chỉ cho cái đối tượng này, tag ba đi, tag ba chỉ cho đối tượng sau. Và bây giờ mình show cái color by tag này lên, chị thấy nó rất là rõ ràng luôn. Ngoài ra ví dụ như là trong một cái mô hình mà chứa rất là nhiều cái đối tượng khác nhau để mà mình có thể thay đổi nhanh chóng, và cũng có nhiều tag khác nhau nữa, mình có thể tùy chọn bấm thì nó khá là lâu. Thì anh chị có thể hút màu, ví dụ như là mình hút cái tag này, mình muốn cái đối tượng này cùng cái tag của cái đối tượng này, thì mình chỉ cần bấm control. Thì trong phiên bản 2021 á, thì ở cái phần color by tag nó sẽ nằm ở trong cái mục này, trong cái mục. Còn phiên bản 2022 nó sẽ được đưa ra ngoài một cái mục chính. Còn ngoài ra thì cái tag tool này anh chị có thể trải nghiệm ngay, vì là nó sẽ gắn những cái tag này trong một cái mô hình mà rất là nhiều những cái đối tượng mà cần được quản lý bằng tag. Ok, và đó là một cái công cụ mới trong phiên bản 2022. Tiếp theo là một cái tính năng khá là mới trong cái phần search về về cảnh. Thì ở đây nó có một cái cập nhật, đó là những cái cảnh ở trong một cái dự án, trong một cái file SketchUp anh chị có rất là nhiều cái cảnh, rất nhiều cái scene khác nhau. Thì sẽ có chúng ta bây giờ chúng ta sẽ có một cái mục search, đó là một cái tìm kiếm các tìm kiếm cái cảnh mà anh chị muốn tìm. Vì trong một list rất là nhiều những cái cảnh khác nhau, thì anh chị để mình chị tìm theo một hình thức thủ công với những phiên bản trước ấy, thì thực sự là cũng khá là lâu và mất thời gian. Thì cái việc xin sợt này nó sẽ chắc chắn là sẽ tiết kiệm cho anh chị khá thời gian. Đây là cái mục xin sợt, nó sẽ hiện ra một cái mục filter này, anh chị có thể search bất kỳ, ví dụ như là session. Đây, chúng ta có một cái scene trên session, thì chỉ cần enter nó sẽ tới cái scene đó anh chị. Thì chắc chắn là cái việc triển khai một cái mô hình, một cái dự án thì nó sẽ chứa rất là nhiều cái scene. Thì qua đó đây là cũng một cái công cụ giúp cho anh em làm bên triển khai theo quy trình SketchUp layout thuần SketchUp, thì sẽ được lợi nhiều hơn khi mà mình không cần phải bấm dời từng chuyển từng cái scene theo hình thức thủ công nữa. Để có một sơ rồi. Ok. Tiếp theo đó là một cái công cụ về công cụ vẽ. Thì công cụ này cũng khá là hay, khi mà cái freehand này thì nó đã có lâu rồi, nhưng mà cái công cụ này đã được nâng cấp lên một cái phiên bản mới. Anh chị có thể nó sẽ tự động bắt bắt được cái mặt thẳng tốt hơn rất là nhiều, mình so với lại cái phiên bản 2021 nha. Ví dụ mình có một cái mô hình 3D như vậy, thì với việc mình sử dụng freehand vẽ công. Thì anh chị thấy nó chỉ bắt được một cái mặt thẳng nhất định. Còn mà cái việc mà anh chị muốn cho nó đối chiếu, cho nó tham chiếu, cho nó nằm trên nhiều cái mặt thẳng thì mình chỉ vẽ, thì cái việc đó là không thể đối với cái phiên bản 2021. Và để mà cải thiện cái điều đó thì trong phiên bản 2022 anh chị có thể làm các cái color by tag này. Mình sẽ explode đây. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng freehand cho phiên bản này, SketchUp 2022. Thì đây là một cái hình, nó sẽ tự động bắt này. Nó sẽ tự động bắt theo cái trục mà nằm trên từng mặt thẳng. Thì cuối cùng nó sẽ cắt qua được những cái mặt thẳng khác nhau, nó tạo được những cái hình khác nhau. Nhiều nhiều khi anh chị sẽ cần, rất cần tới cái công cụ này
cần tới cái tính năng này để mà anh chị có thể tạo được những cái hình thù theo ý thích, theo ý muốn, kiểu mình scoop luôn theo cái hình đó, cái hình và cái hướng mình cắt nó sẽ dễ dàng hơn. Đây. Hoặc là anh chị tạo một cái mình xóa thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn, tạo được cái hình mình mong muốn. Thì đó là cái sự khác nhau giữa SketchUp 2021, 2022 về cái phần freehand này. Năm 22 thì cũng sẽ có cải thiện về cái phần clipping, về phần mặt cắt nên góc nhìn về mặt cắt thì những vấn đề trước đó thì đã được chỉnh sửa và được cải thiện ngay trong những cái mặt cắt cố cảnh, trong những cái mô hình mà có cái phạm vi lớn, mặt cắt lớn thì cái việc đó đã được fix lại hoàn toàn. Ok, chúng ta tiếp theo với cái phần thứ hai, đó là phần layout về công cụ về triển khai 2D từ mô hình 3D đến SketchUp mà mình chuyển qua 2A. Thì bên layout 2022 nó sẽ có những cập nhật gì? Đầu tiên đó là đầu tiên đó là về auto test. Chúng ta có thể tạo được có sẵn những cái test để mình đưa vào trực tiếp trong cái bản vẽ triển khai của mình. Đây chúng ta cùng xem nha. Đây mình mở cái layout. Đây là cái giao diện của layout 2022, không có thay đổi gì cả, trừ là một số những cái tính năng khá là hấp dẫn. Đây là mình sẽ nói ngay bây giờ. Trong phần scrapbook á, thì chúng ta sẽ được bổ sung thêm một số những cái phần về auto test, về cái văn bản tự động thì chúng ta sẽ có ở đây. Khi mình chỉ click chuột vào á, về cái phần những con số tự động này thì chúng ta có thể có được cái việc nó thay đổi tự động được, nó tự động đến cho mình cái việc mình gắn thì nó sẽ nhanh hơn. Thì đây cũng là một cái sự khác nhau giữa layout 2021. Layout 2021 thì vẫn có cái phần đánh số này, nhưng mà anh chị bắt buộc phải click đưa ra từng cái, không đếm số nó không cộng lên các anh chị. Thì cái phần đếm số này cũng như là những cái tag, những cái auto test ở bên dưới nó sẽ giúp cho các anh chị và cái việc triển khai mình nhanh chóng hơn rất nhiều. Anh em triển khai về một nhà cửa 3D với layout á, thì sẽ rất là lợi. Ví dụ như là đây mình đưa ra một cái dòng dưới này, cái scene description nhé. Thì đây làm sao để nó hiển thị được, thì nó cũng dạng thông tin để mình truy xuất để cho nó hiển thị theo cái ý mình muốn. Thì cái scene nó tên như thế nào thì nó ở trên cái mục page này, nó là overall site plan. Thì chúng ta sẽ cùng xem thì cách thức nó hoạt động nó cũng tương tự. Thì cái việc mà anh chị mình kéo lên cái phần description này là mình chưa có những cái gì. Xin name này thì mình chỉ vào đây thì nó sẽ hiển thị là plan, cái scene này có tên là plan. Và tương tự cái scale của nó, cái tỷ lệ của cái bản vẽ này nó sẽ như thế nào, nó sẽ được cập nhật khi mà mình đưa tới cái khu vực scene đó.
thì rõ ràng nó sẽ được tự động hơn khi mà mình thay đổi cái tên của cái SIM cũng như là cái tỷ lệ, thì cái việc mà cập nhật mình không cần phải chú tâm quá nhiều về những cái vị trí này nữa, đỡ tránh sai sót, tránh những nhầm lẫn nhỏ nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới cái hồ sơ của mình. À, ngoài ra thì cũng có những cái auto test khác anh chị có thể tham khảo ở cái mục này, đặc biệt là có những cái bảng về thống kê, những cái bảng về thống kê về cái phần nội dung, về thống kê về những cái trang mà mình đã triển khai, thì ví dụ như là mình đưa ra ngoài nó sẽ tự động thống kê tất cả những cái trang mà mình đã làm, mình đã có sẵn trong này, thì nó sẽ được thống kê ra một cái bảng này. Cái bảng này cũng là một cái auto luôn, là chỉ có trong phiên bản 2022 thôi, thì nó sẽ tự động liệt kê. Thì cái việc mà cái trang nội dung ban đầu, trang mục lục đó, thì mình cũng sẽ dễ dàng hơn, cập nhật cũng nhanh hơn đối với những cái bài mà cần triển khai với cái số lượng bản vẽ lớn, thì đây là một cái điều khá là lợi thế. Okay. À, đây là một số những cái auto test nó sẽ giúp cho anh chị có thể tạo được những cái page number cũng như là page count nhanh nhất. Thì đây là một công cụ rất là tiện lợi ở bên SketchUp. Thì trong phiên bản 2022 thì hãng đã cập nhật cho chúng ta, đó là Zoom Selection. Thì ở bên bên SketchUp thì anh chị có thể click đúp chuột giữa thì nó sẽ zoom ra chính xác cái phần giữa cái mô hình để anh chị xem, hay cũng như là những cái zoom selection, zoom từng khu vực mà anh chị muốn xem. Thì đối với layout thì anh chị có thể xem được những cái vị trí mà mình cần xem rõ, ví dụ như là về cái vị trí cái chữ này mình cần edit lại, thì mình click chuột phải zoom selection thì nó sẽ zoom cận cho mình để mình xem, để mình chỉnh sửa một cách chính xác hơn, cũng như là những cái scene khác nhau thì cũng có cái phần Zoom Selection. Công cụ này cập nhật cũng rất là tuyệt vời khi mà cái việc sử dụng layout mà có rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ khác nhau đó, thì mình anh chị phải zoom vào zoom ra và cách thủ công đó. Thì cái việc mà đối với những anh chị máy yếu hay là máy cấu hình chưa được mạnh cho lắm, thì cái việc mà mình zoom ra zoom vào này nó rất là mất thời gian, nó cũng khó mà mượt hơn được. Thì cái việc mà zoom selection này nó cũng sẽ giải tỏa hơn được cái phần nào cái tốc độ cũng như là cái khả năng để mình thao tác trên layout. Thì layout 2022 mình sẽ có được những cái tính năng như vậy. Ok, đó là zoom selection trong layout 2022. Thêm một tính năng mới nữa rất là hay ở trong layout 2022, đó là find and replace tag. Đặc biệt là trong đối với anh chị mà mình muốn thay đổi, mình muốn chỉnh sửa những cái mô hình, cái hồ sơ của mình có những cái từ mình muốn thay đổi, mình muốn chỉnh sửa nhanh chóng, thì bằng cái việc mà thủ công nó rà soát lại cũng khá là mất thời gian, và đặc biệt là mình kiểm tra có thể là còn sót nữa, là sự sai sót là chắc chắn là nó khó mà mình kiểm soát được chính xác được. Thì bây giờ hãng đã hỗ trợ cho chúng ta có một cái công cụ đó là File and Replace, anh chị có thể dễ dàng thay thế được những cái dòng test trong một trang bất kỳ, hoặc là hay là cả, luôn cả document, cả cái hồ sơ của mình luôn. Ví dụ như là mình sẽ thay đổi cái existing này bằng cái dòng None, hoặc là cái dòng tên gì bất kỳ, thì mình có thể chọn phần document này hay là phần page theo từng trang một, thì mình sẽ replace này. Đấy, thì nó đã thay đổi cho mình tất cả những cái dòng test mà có chữ existing, nó đã được đổi thành none theo cái ý mình muốn. Thì cái việc này nó rất là quan trọng trong cái việc mà
anh chị thay đổi nhiều. Thì đối với cái một cái bản vẽ của mình thì nó cũng tương đối đơn giản, cho nên là anh chị có thể thấy khá là đơn giản, nhưng mà trong cái quá trình mình làm với một cái mô hình lớn, cái khối lượng triển khai lớn, thì mình khó lòng mà mình kiểm soát được chính xác được những cái dòng nó có tồn tại trong bản vẽ không. Thì mình thay đổi toàn diện thì thông qua cái file and replace step này để giúp anh chị làm được điều đó. Ok, và đó là một số những cái tính năng cũng như là những cái cập nhật mới nhất có trong cái phiên bản SketchUp 2022, cũng như là cái phần mềm hỗ trợ triển khai 2D là Layout 2022. Thì ngoài ra còn một số những cái tính năng cũng như là những cái cập nhật khác, nhỏ lẻ khác chuyên sâu về cải tiến về cái khả năng sử dụng hiệu suất, tăng tốc về cái khả năng triển khai lên layout hay là cũng như SketchUp, thì cũng sẽ được cập nhật ở trong trong mục Prelinos phiên bản 2022. Anh chị có thể tìm xem ở cái mục này, nó sẽ liệt kê đầy đủ những cái phần thay đổi nhưng phần cải thiện. Thì trong cái phiên bản 2022 này, những tính năng đã được tập trung hóa hơn cho cái việc mà mình tăng tốc triển khai, cũng như là tập trung về cái việc mà kết nối được giữa cái quy trình SketchUp layout nó mượt mà hơn đối với những anh em, cũng như là những anh những cái bạn hay là những anh chị mà sử dụng chuyên về SketchUp, cũng như là sử dụng nhiều về layout để triển khai 2D. Thì SketchUp phiên bản 2022 thực sự đã rất là đáng để mình cập nhật, để mình sử dụng. Thì anh chị có thể trải nghiệm phiên bản 2022 sau 30 ngày miễn phí. Ngoài ra thì SketchUp cũng bắt đầu cho ra những cái sự kết hợp giữa SketchUp sử dụng trên iPad. Thì hiện tại thì đang tiến triển ở ở mức độ beta, thì anh chị có thể trải nghiệm thông qua cái việc mình cài đặt, mình sử dụng, đăng ký cài đặt sử dụng trên iPad. Anh chị có thể mô hình hóa trên sử dụng SketchUp trên iPad cách rõ nét hơn. Ok, thì chúng ta tới phần Q&A. Thì nếu anh chị có những thắc mắc nào liên quan tới SketchUp layout, những vấn đề liên quan, anh chị có thể comment cho mình ở phía dưới. Mình và cùng team sẽ cố gắng giải đáp cho các anh chị sớm nhất có thể. Thì trong ít phút để chờ để mình xem các anh chị có câu hỏi nào không, thì mời anh chị xem một chút về cái trình SketchUp format hoàn toàn miễn phí nha các anh chị. Hiện tại anh chị sử dụng đăng ký một cái tài khoản email và đăng ký tài khoản Dreamweaver SketchUp và mình đăng nhập và sử dụng thôi. Ở đây có đầy đủ những cái tính năng mà anh chị cần để có thể mô hình hóa những cái đối tượng từ đơn giản tới phức tạp. Đặc biệt là nó kết hợp được cái việc mình có thể sử dụng được 3D warehouse, những mô hình 3D warehouse được mình có thể tham khảo ngay trên dạng web này luôn. Mình có thể import vào rất là nhanh. Ngoài ra anh chị có thể import ngay trực tiếp với những cái file mình có sẵn trong máy tính của mình, hay là export ra những cái đầu file khác nhau, đầu định dạng khác nhau. Anh chị có thể sử dụng trên web này, anh chị cũng có thể xuất ra được cái file SPK SKP để mình có thể sử dụng tiếp tục trên cái phiên bản desktop này nè. Thì đây là cái phiên bản mà rất là tiện lợi cho anh chị đi làm việc xa, hay là với những cái máy tính mà mình cấu hình chưa mạnh lắm để mình sử dụng cái SketchUp desktop, thì đây là cũng là một cái trải nghiệm rất là tốt. À,
Thì mình có một câu hỏi về rộng hơn về cài đặt SketchUp trên iPad. Thì ở đây anh chị có thể anh Dũng có thể truy cập vào SketchUp for iPad để chúng ta cùng xem cái bản beta nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì cái việc mà join này anh chị cần phải đăng ký, cho nên là nếu mà anh chị muốn trải nghiệm, chị là muốn trải nghiệm cái việc mà sử dụng một SketchUp for iPad này nó như thế nào thì chị có thể đăng ký ở mục này. Ok, nếu mọi người không có câu hỏi nào, hay là nếu mọi người có những cái câu hỏi thắc mắc sau sau cái webinar này thì anh chị có thể gửi tới email của mình, gửi tới tài khoản của Kuni, thì team kỹ thuật sẽ cố gắng giải đáp cho anh chị sớm nhất có thể. Thì rất là cảm ơn anh chị dành thời gian để mình có thể xem qua cùng với mình, xem qua một số những cái tính năng, những cập nhật mới nhất đối với bản SketchUp 2022. Thì những cái webinar lần sau mình cũng hy vọng là anh chị cũng có thể dành thời gian ủng hộ cùng với Kenny, ủng hộ và có thể góp ý nhiều hơn để chúng ta có được những cái nội dung mà anh chị để theo hướng anh chị muốn nhiều hơn. Anh chị có thể phản hồi với bên mình để có thể có được những cái nội dung phù hợp hơn. Chúng mình sẽ xin kết thúc cái buổi webinar tại đây. Cảm ơn tất cả các anh chị lần nữa.